Alo, chào cả nhà. Chào cả nhà quay lại với kênh SBAT Tan Vlog nha. Chúc cả nhà có một buổi xem video thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Chúc cả nhà ngày mới hạnh phúc nha. Chúc anh em đồng nghiệp ngày mới tràn đầy năng lượng nha, để ra được video nhiều hơn nha cả nhà. Thì hôm nay anh em mình làm món cá ngừ quấn lấy bạc nha cả nhà. Giờ anh em mình vô làm. Tay làm thôi. Tay vô làm. Bây giờ nhúng lửa. Dạ, bây giờ. Cá ngừ siêu to khủng lồ nha mọi người. Ở trước nữa đi. Vô kè, xe, xe là không. Kè đâu ta? Đó. Bỏ xả vô bụng nó cho nó thơm. Ướt ướt rồi sao đó. Kè mà sợ ướt gì. Cũng khói con cá luôn. Lửa này nó có một cá một ngày thật nha cả nhà, cắt mũi chết kéo luôn. Hồi xưa phải có cái kè này chắc khỏe rồi, khỏe hơi nha. Bóp và cố gắng ghép gối được thì khém hổm gài 5-6 ngày nay mình bận công chuyện quá cả nhà, mình không có quay được clip nào hết cả nhà, thông cảm nha. Anh em nào mà xem clip mình mà chưa đăng ký, anh em mình cho mình cái đăng ký và một cái một lượt thích thì một lượt chia sẻ nha anh em. Cái gì luôn hả? Mình chơi đơn giản lắm nha cả nhà. Đó, vậy là để lên nước đó. Cá ngừ ung khói. Cá dừa quá. Có đâu mà tính. Sau một thời gian thì chín rồi nha cả nhà. Nói chung là có cái bạc lúc nào cũng ngon chân anh em ơi. Để xuống đây tiếp đây, cũng tay để đi xuống ở thử. Hay lật lại. Từ từ mới tới con cá chứ. Thơm thơm thơm. Thơm dữ luôn nha. Giờ đó. Ngon quá. Miếng cá thôi hả? Đổ ra. Ta cho. Tính để nguyên cái miếng bạc trong qua luôn rồi.
quá ngon cả nhà. Thơm. Xin quay. Xin với bạn không? Không, này nè. Không, không, miếng trong thôi. Cầm cầm miếng trong rồi. Cái bạc này đưa ra lửa ẩn hết mắm rồi. Úp đỏ, úp nó ngăn. Cho nó ngăn nha. Để gì đi. Để gì nó không có dính cái... Rồi, ok. Quá ngon. Quá thơm mọi người. Đổ đâu rồi đấy. Đúng rồi. Tức nó không được. Tức nó không được. Mời cả nhà vô dùng với mình cả nhà ơi. Rau rồi. Cắt rồi đó hả? Cắt rồi luôn. Cắt rồi luôn đó. Cắt rồi mà gì luôn đó. Đó, cắt rồi luôn đó. Rồi luôn. Chịu không chịu, buộc chịu. Chịu, buộc chịu. Mời cả nhà nha, mời anh em vô ăn cá ngừ gói với bạc, gói với bún ăn với mình nha. Mời anh em nha. Ôi quá, vừa bển lấy dục không ạ? Mời cả nhà vô dùng thử với mình bữa trưa nha. Tốt giấc luôn nha cả nhà ơi, có rõ. Con mặt thử. Cái nhà lì thịt nó đắp, nó béo cũng. Mình gói cái bạc mình này mình nướng á, nó giữ nước lắm. Ngon. Nhưng mà mình ngon để nghe hay. Có gì gọi hả? Ăn biển. Dạ. Cá này biển nó chuyển sang cho nó rồi. Đây ra. Éo mình. Cúc miếng cho bự vô đã cái nghe cái nhà này. Thôi. Mà mình không biết là cách đậu. Mình mời thì nó cũng phải một. Nó một mình phải mời. Ừ. Đâu chuyện mà con đơ này kia được. Nói cái câu mà có qua có lại là nó gì đây? Tiền đi trước là đồng tiền khôn nghe cả nhà. Tiền đi trước là đồng tiền khôn.
Có khi đi trước cũng mắc luôn. Không phải lúc nào cũng không đâu hả? Ngon thiệt luôn luôn rồi. Cắt rồi luôn đó. Lịch sử chứ nè. Hỏi anh cắt chưa, nó cắt bún rồi. Vô ngồi ăn đi, giờ làm gì? Vô lấy nắp ăn đi. Cho men vô ăn đi, cầm men này. Vô ấy nè, trắng nè, rút nước mắm ra riêng ngồi ăn đi. Ngồi cái này. Sáng mai quỷ. Để nó chơi ép nhau nữa. Mình phải làm sao? Bự đi. Dùng sai cái miệng của anh sai tiếp là anh biết quá quá nặng. Cái mặt nó nóng mà. Nó nóng rồi. Mất rồi mà. Nó không trái trầm. Mặt nó hơi nóng lắm. Ok con dê, mình móc mắt á. Bỏ nó không béo rồi, không béo rồi. Nên từ trước muốn khô quá. Lô. Ăn bên anh bà. Có nhậu. Rồi. YouTuber bị gia điện. Gì vậy? Bắt gì vậy? Không có nặng không mãi. Ghét hả trông. Nữa bắn gà bắn hoài không chết. Trên đường nó gì bắn cò. Tới chuyện mà không chết. Tới chuyện là bắn banh đạn luôn. Bắn hết đạn luôn mà không chết. Còn cò trên cây sao bắn biết. Mắt béo dữ dằn béo luôn. Béo. Chỗ nào đi ra. Bằng cái ăn mắt con người là đầy vua. Dịch bệnh đường kia trên tế mà hẹp quá. Mẹ quá. Quá ngon. Nó mà thì ấy nó có cái quán bán này đắt bà cũng đắt ngon giá
nướng cá thôi. Ừ. Lúc này nướng biển. Ừ, chắc cá tầm cái ba. Ừ. Cá lóc, cá biển, cá mực, đồ mắm. Đặc biệt là mắm me nha, nước mắm cho nó mắm me. Đúng vậy. Đậu nữa không? Đậu nữa. Rồi 7 giờ là có xe đậu, có chỗ đậu xe. Ừ. Cái đậu mua về nhà. Đó mình đã lắm. Còn không đủ ngồi. Ngon đủ rẻ. Kính thương đó mà phải ăn tỏi quá thôi mà tỏi là nó kháng thần kinh cái quên nó kháng là phải ấy đó thần nó ăn ít cho nhiều là mắt mình nó nóng đó. Chứ tỏi ngừa Covid. Em anh mới ăn xào hủ gừng. Ăn vô nóng nóng ngừa Covid. Giờ ở đây bệnh quá trời cả nhà. Bước ra cửa là có bệnh. Ở gần gần khu vực mình bệnh 5-6 ca luôn. Giờ mình không biết sao nữa. Bây giờ kinh tế khó khăn, quan này quá trời trồng chất, giờ chỉ ra đường thẳng thẳng thôi, giờ không biết sao, đồ ăn bánh gì bị phá sản nha, giờ quay YouTube đây nè mà còn khó khăn nữa, có khi là mình bây giờ mình đang bị F3, F4, F2, đúng không? Mình là lúc nào quá thai nha. Cá cấu rồi. Quy tính rồi. Bây giờ mình ra đường mình muốn mua cái món đồ gì đó thì những người mà chạy bán dạo á là tiếp xúc nhiều người mình đâu biết ai. Cú là mình giờ F2 đi. Chứ đừng nói mà F1 thì nó cũng chưa tới với F2 thì cú. Rồi. Trứng bụng rồi mọi người. Ba cú mẹ 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 bởi đó là tại no quá mà hay uống bia no, bởi uống bia no quá. Bởi mọi người anh nó đi giết ngựa, mới về. Làm chết rồi mấy bữa này. Chào nhà, tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày xem video vui vẻ.